Xin hãy tìm vợ tôi. Cả đêm qua tôi không ngủ nổi. Tôi thấy hắn cũng có thể là nghi phạm. Toàn mấy thứ quái quỷ gì thế này? Ông chủ trọ đâu? Ông ta về quê được 2 hôm rồi. Trong căn nhà cũng tìm thấy rất nhiều bùa chú. Cùng thời điểm với vụ mất tích. Vâng, 2 hôm trước ông về quê. Khi đi còn kéo theo cây bà lì to lắm. Hiện tại hắn là nghi phạm số 1. Mau truy vết. Rõ. Đây ở đâu? Quái không? Cứu tôi mày! Không ai cứu mày đâu.